Hồng Vân xin thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2012, Hồng Vân đang có mặt tại trường UNC Charlotte, tiểu bang North Carolina, là địa điểm của buổi hội thảo giúp điền đơn thi nhập quốc tịch Hoa Kỳ do Hội Thiện nguyện Châu Á Thái Bình Dương và cộng đồng Việt Nam tại Charlotte tổ chức. Chúng tôi hôm nay được rất hân hạnh được phỏng vấn chị Bảo Cát trong Hội Thiện nguyện Châu Á Thái Bình Dương Southeast Asian Coalition. Xin chào chị Bảo Cát. Thì em được biết đây là không phải là lần đầu tiên chúng ta có hội thảo như thế này, và so với lần trước lần này có khác như thế nào? Kỳ này là các em đến làm tự nguyện, là không phải chỉ có phục vụ người Việt Nam mà thôi, cũng phục vụ nhiều cái sắc tộc khác nhau. Tại sao cái đó là quan trọng? Câu hỏi rất hay em. Theo em thì em nghĩ là cái chuyện mà phục vụ mở rộng hơn người Việt Nam là rất quan trọng, là tại vì có rất nhiều người tị nạn định cư ở bên Mỹ cùng với cộng đồng Việt Nam mình, tại vì người ta cũng coi như là mất nước, và những người đó thì dân số thì nhỏ hơn người Việt Nam, thì dĩ nhiên là sẽ có ít tổ chức hơn người Việt Nam, nhưng mà những người đó vẫn cần giúp, nhiều khi cần giúp nhiều hơn người Việt Nam. Cảm ơn chị. Chào chị Kim, hôm nay chị đến đây là giúp cộng đồng phải không? Xin chào Christy. Bữa nay Kim đến đây để giúp cộng đồng người Việt tham gia thi quốc tịch. Chị có cảm nghĩ gì về hoạt động của buổi hội thảo này hôm nay? Buổi hội thảo bữa nay rất là sôi động và Kim rất là vui. Xin hỏi anh là làm sao anh biết về buổi nhập tịch hôm nay và đã tới đây để được giúp đỡ điền đơn thi quốc tịch? Nói chung thì cộng đồng Việt Nam mình ở đây đó, đã giúp đỡ, đã đưa cho anh cái thông báo để anh được biết cái chỗ này, và anh đến đây thì cộng đồng đã tổ chức có nhiều tình nguyện viên giúp đỡ điền đơn. Có một số vấn đề mình không biết, mình hỏi thì mấy anh em ở đây giúp đỡ và chỉ rất là cặn kẽ. Nói chung là cộng đồng của mình ở đây là phục vụ bà con rất là tốt. Tôi là Hồng Vân, tường trình cho đài SBTN từ Charlotte, North Carolina. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.